Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 12 tháng 9 đến 13 giờ ngày 13 tháng 9. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, từ 13 giờ ngày 12 tháng 9 đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 12 ca bệnh đã cách ly tập trung, 1 ca trong khu phong tỏa. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày 7.302 lượt. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh 68 người. Số liều vaccine đã tiêm trong ngày 4.100 liều vaccine, bắt đầu hẹn người dân đi tiêm lại bình thường vào sáng ngày 13 tháng 9. Tổng số liều vaccine đã tiêm 343.353 liều, trong đó 281.607 người tiêm mũi 1, 61.746 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận huyện tính từ 13 giờ ngày 12 tháng 9 đến 13 giờ ngày 13 tháng 9. Quận Hải Châu có 1 ca mắc mới. Các phường Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Thanh Khê 10 ca mắc mới. Các phường Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Hạc Giáng không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà không có ca mắc mới. Các phường An Hải Bắc, Măng Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Ngũ Hành Sơn không có ca mắc mới. Các phường Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu 2 ca mắc mới. Quận Cẩm Lệ không có ca mắc mới. Huyện Hòa Vang không có ca mắc mới. Các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại toàn thành phố có 24 xã phường 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.